về ngôn ngữ tiếng Việt, thì không biết là mọi người có tự tin về cái khả năng ngữ pháp của mình không? Thật sự thì chính tả thì hồi xưa thì cô nói là quá tệ. Quá tệ. Tại vì cái dấu nào là dấu hỏi không chịu ghi, cứ ghi tất cả là dấu ngã hết. Ví dụ như thử thách là không phải thử dấu hỏi đâu, là thử dấu ngã, thử thách. Nhưng mà qua thời gian ngày xưa đi học thì không tính, nhưng mà qua thời gian bây giờ còn dấu ngã hoài vậy nữa không? Bây giờ đổi lại rồi. Dấu hỏi hoài. Dấu hỏi hết. Dấu hỏi hoài hết. Em cũng có một xíu tự tin tại vì em từng dùng ngôn từ để em níu kéo bạn trai cũ của em. Rồi. Wow. Ví dụ. Quá dữ luôn. Em nói một đoạn văn trong vòng 30 phút. Rồi, một đoạn văn mà tới 30 phút luôn đó mọi người. Trời đất ơi. Nhưng mà quan trọng là sau 30 phút đó thì bây giờ cái mối tình đó như thế nào rồi? Dạ tan vỡ luôn rồi. Dạ tại sao đó là ngôn từ em nó cũng mài mọt dần rồi. Rồi, xin mời Đa đọc đáp án của mình. Đáp án của Đa là mưa trôi cả bầu trời nắng cùng thêm những cơn giông. Ủa, cái gì vậy? Không có sai đó. Cơn giông hơi lạ. Sai hoàn toàn.